Kính thưa quý vị đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục trên phần kinh Niết Bàn. Chúng ta tham cứu tiếp tục phần nhân có hai thứ: chánh nhân và nhân duyên. Chánh nhân và nhân duyên là hai thứ. Chánh nhân sinh chánh lạc, duyên nhân sinh ủ ấm. Vì tử sanh gọi là tánh, chánh là chánh lạc. Nhân duyên cũng vì từ sử sanh gọi là bởi trong nhất lạc. Nếu mà không có tính chất lạc trong đó thì cũng không thể gọi. Nếu không có chánh nhân thì các chúng sanh nhân duyên là 6-3-1. Nếu chánh nhân duyên là 6-3-1, điều đó có nghĩa là nhân duyên được sinh từ 12 nhân duyên sinh khởi mà hôm trước tôi đã nói qua. 12 sinh khởi này sẽ chỉ sinh ra từ đi từ hạng 3-3-1. Tất cả cũng do nhân duyên, cũng sanh nhân duyên mà diệt tội, cũng từ nhân duyên mà sinh khởi. Sinh khởi này là sinh trong ác đạo. Như vậy thì chúng ta thấy việc sinh trong ác đạo chính là nhân duyên, từ đó gọi là chánh nhân. Vì do diệt không có tánh cần có nhân duyên nên gọi là liễu nhân, từ đó mà sinh ra hữu tướng. Vậy chúng ta sẽ có vị lai và quá khứ, chúng ta có vị lai và quá khứ không? Hư không cũng nên thân nghĩa là quá khứ. Vì vậy là chúng ta thấy được sự quá khứ và vị lai chính là nhân duyên mà cũng chính là nhân quả. Nhân ở quá khứ chính là quả ở hiện tại. Thông thường theo cách nghĩ của phàm những người có căn tu như chúng ta thì gọi là phàm phu, như chúng ta thì gọi là nhân quả. Từ đó mà chúng ta mới thấy được nhân ở quá khứ, quả ở hiện tại. Đó là liễu nhân. Liễu là sinh ra cảnh tâm, sinh ra tánh tâm mà chúng ta thấy được tâm cảnh là từ liễu nhân. Như vậy thì nếu xét về quá khứ thì chúng ta sẽ thấy về chánh nhân vô thượng vô đời. Những ai được chánh nhân thì sẽ vô thượng vô đời trong tương lai. Tại sao tôi nói là như vậy? Vì quý vị đồng tu đã thấy được Phật tánh. Phật tánh chính là đồng nghĩa với lại vô thượng vô đời. Quý thấy Phật tánh nên quý vị mới tu. Nếu không thấy Phật tánh thì quý vị sẽ khó buông bỏ. Đó là tôi nói chân Phật. Như vậy thì vì Phật tánh có sẵn, cộng thêm nhân duyên. Nếu nhân duyên được sinh khởi thì quý vị đồng tu sẽ chứng đặng vô thượng bồ đề, nên được chứng đặng vô thượng bồ đề. Vì vậy mà sinh làm vậy. Quý vị đồng tu ha, nếu sinh ở cõi trời thì đây là do nghiệp chứ không phải là tánh. Đây là do nghiệp, từ nghiệp mà sinh. Nghiệp giàu quá nhiều thì việc sinh ở cõi trời là đỡ hưởng phước.
Sự hưng phước này chính là sanh ở cõi trời. Nên quý vị đồng tu ha, cũng nên hiểu rõ tường tận ở nghĩa này. Tiếp theo, Bồ Tát được thấy được tánh Phật, mà tánh này không Phật thì có nghĩa là vì tâm muốn vô thường, vì tâm muốn vô thường, cái này không phải muốn mà là đã thấy được sự vô thường, đã thấy được sự hư không. Vốn đã, vốn là nghĩa như vậy. Muốn là tâm cầu. Quý vị đồng tu cũng hiểu là khi tâm cầu, điều đó có nghĩa là muốn, mà vốn là đã có, tự có, tự sẵn nên gọi là vốn. Vì tâm vốn vô thường, Phật tánh là thường, thối tâm không, thối chuyển, vốn vô thường vô đời nên thối tánh, còn chuyển công đức mới đạt. Điều này có nghĩa là nếu quý vị đã có Phật tánh, nhưng nếu quý vị không có nhân duyên thì quý vị cũng không đạt được công đức. Điều đó có nghĩa là với thực tế, nếu quý vị đã có Phật tánh mà quý vị không gặp được thiện tri thức, gặp thiện tri thức là những người giảng kinh thuyết pháp, là những người sư trưởng ni trưởng dẫn dắt quý vị, thì việc công đức sẽ chưa quy nhân duyên, quy nhân duyên và phải đạt được hai điều. Thông thường đã thấy Phật tánh thì quý vị còn phải có thiện duyên, phước đức và nhân duyên. Từ thiện duyên, phước đức và nhân duyên quý vị mới có được Phật tánh. Nên chánh duyên, Phật tánh chính là duyên nhân, hay còn gọi là nhân duyên. Pháp vô thượng vô đời, cha tăng bảo, tam bảo, tăng bảo thế gian hóa không. Vì sao vậy ha? Khi xưa Đức Phật còn tại thế thì chỉ có là pháp và Phật, không có tăng. Nhưng mà sau này thì Đức Phật bổ sung thêm là có tăng đoàn. Điều này có nghĩa là tăng là quyết định của tam bảo, mà phàm quyết định tam bảo thì sinh vào thì được công đức ghi, mà ghi công đức thì được sinh ở luân hồi sinh tử. Như vậy thì chúng ta thấy được nếu công đức đó mà nói về tam bảo hoặc pháp tăng thì về tam bảo, nếu quý vị tu trí huệ thì sao, thì sẽ thấy vô thường và cũng được chính từ điều đó mà thấy Phật tánh. Rồi tiếp theo, tại sao sự phát bồ đề tăng bảo thế gian ha, hòa hiệp ha, hòa nhất nghĩa, hòa hiệp thế gian, hòa hiệp để nhất nghĩa là chỉ một nghĩa, chỉ một nghĩa, mà pháp của thế gian là pháp của có thở biến và có thở không biến. Biến này là biến ở biến pháp, không phải là biến ẩn. Biến này là biến pháp. Như vậy thì chúng ta thấy được thế gian hòa hiệp nghĩa là đợi nhất nghĩa, chỉ duy nhất. Như vậy thì sự hòa hiệp của nhân duyên, 12 nhân duyên, từ đó mà chúng ta tạo ra được có 13 tâm thối chuyển. Vì thấy thối chuyển nên cố gắng nghi thành, chẳng cố gắng ha. Sự nguyên nhân mà dẫn đến thối chuyển là chẳng cố gắng nè. Tâm nghi tham,
sợ chứng đắc niết bàn, không nhẫn nhịn, chẳng chẳng điều nhu, điều nhu và hay buồn, hay buồn, chẳng thức, chẳng nhất vui, phóng dật. Việc buồn này, điều đó có nghĩa là sẽ dẫn đến tâm thối chuyển, tâm thối chuyển và tâm nghi. Tâm nghi là quá trình sẽ cản trở cho quá trình cầu đạo, cầu đạo Bồ Đề. Tiếp theo nữa là phóng dật. Phóng dật thì là sự bông lung, bông lung, nghĩ điều bông lung là gọi là phóng dật. Nghĩ điều không đứng đắn là bông dật. Nghĩ điều sằng bậy và nghĩ điều vô lý, nghĩ điều vô nghĩa cũng đều là phóng dật. Như vậy thì phóng dật trên kinh Đức Phật đã nói, khi mà phóng dật tự khinh khi mình và người, tự khinh khi mình và người là dẫn đến là phóng dật, dẫn đến phóng dật. Và cái cuối cùng là phiền não không phá. Phiền não không phá này cũng làm là nguyên nhân. Không tịch tịnh, phiền não không phá, phiền não là chính là nguyên nhân dẫn đến khổ đau của luân hồi, khổ đau của luân hồi. Như vậy thì phiền não không phá, điều đó có nghĩa là vẫn còn, là vẫn còn thì quý vị sẽ bị tâm bất thối chuyển. Đó là 13 điều, 13 điều quan trọng nhất của tâm, 13 điều quan trọng nhất của tâm làm cho chúng ta bị thối chuyển. Không tịch tỉnh, không tịch, tịch tỉnh là quá trình. Không trụ, vì khi chúng ta trụ, an trụ, khi chúng ta an trụ thì chúng ta mới tịch tỉnh được, vì không trụ nên không tịch tỉnh. Ngoài chúng ta, ngoài 13 điều đó ra thì chúng ta còn có 6 điều làm hư tâm của chúng ta. 6 điều như sau. Chúng ta không có sợ là bổn xiển, hay còn gọi là tâm này là tâm hà tiện, gọi là hà tiện thì bổn xiển. Mà bổn xiển ở đây không phải là tài mà là pháp, tức là bổn xiển về trí tuệ. Khi quý vị có trí tuệ hơn người,
bạn giữ. Bạn giữ ở đây chính là